Fannygame.vn, Sóc Bạc Liên Quân, PUBG, giá rẻ, uy tín. Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Thế gì đây? Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Zombie Tết Tsunami nha. Và hôm nay thì nó sẽ có những sự kiện mới, đó là sự kiện bữa tiệc thứ tư, không phải thứ tư đúng không? Thứ tư này chim ma huyền thoại rất lớn sẽ đi cùng bạn. Wow, rất là tuyệt vời luôn. Đây đây, có chim ma đây anh em ơi, chim ma khổng lồ, phải lều, chim ma rất lớn đấy á. Ủa đây ông ta, con này có tác dụng gì? À hôm nay ta có sẽ có úp rổ với anh em. Nhiệm vụ úp rổ, gọi là nhiệm vụ bóng rổ đấy. Hai này, ba con này. Ui chim ma kìa anh em, chim ma khổng lồ. Năm nay khá là nhiều cái... Ui, có gì kia? Con chim gì trên trời kia ta? Ấy à, úp rổ chán thế. Úp rổ tệ ra. Chưa phải úp rổ 25 lần mới phần hoàn thành trong nhiệm vụ này à? Chim ma nó tác dụng làm gì nhỉ? Nhưng nó phải là to ta. To vãi cái lều rồi. Tổng hợp một đội gồm 8 thây ma. Xong. Nói chung là 8 thây ma cũng đã xong. Có lẽ có dòng gì nhỉ? Úp rổ không ta? Tí chết nhỉ. Đấy rồi, UFO. Cho sẽ có dĩa bay. Có chim ma loại cỡ to đi theo mình. Ôi trời ơi, sẽ tăng 12 à. Tăng 12 thì làm sao mà có thể chơi được nhỉ? Có chim ma này có tác dụng gì ta? Úp rổ, ok. Mình cần kiểu đội đầu lên cái rổ anh em. Là xong thôi. Cho còn 6 con à. Có 6 con à. Chui xuống, hay. Gọi là hợp lý phết nhờ. Lên, lên. Chim ma vẫn theo mình. Nhưng mình không biết để làm gì. Đấy. Cho ra được khoảng 5 cái úp rổ rồi anh em. 25 cái lần úp rổ thì chúng ta sẽ hoàn thành trong cái nhiệm vụ này. 8 à, service có thể ăn được này. Chuyện này không phải là xe thường, thiếu người à. Ui ủa, còn có 2 người. Vãi lều. Sau khi đi một hồi thì còn có 2 người. Còn có 2 con zombie à. Ở đây là Jess. Con này thì quá khỏe rồi anh em, khỏi phải nói. Có xe tăng hoặc là máy bay hoặc là bất kỳ một cái gì thì mình đều có thể tiêu diệt được nha. Cái này nó rất là dễ. Ây chà chà, bay qua nào. Bay qua nào. Phá hủy bom. Rồi chúng ta sẽ ăn cái này. Dễ quá. Ôi trời, không đi đâu đây. Ôi đây đây đây, chim ma khổng lồ đây. Chưa có tăng vàng tăng tiền. Biển nó mới nhả ra anh em ạ. Ui hồi ôi, thì ra thế anh em. Và nó sẽ bé dần. Ôi trời ơi. Chim ơi tiền ơi tiền. Đây là nó trở lại bình thường rồi. Wow. Không cần đâu, mình được hồi sinh mà. Con này nó cho phép mình một lần hồi sinh mà. Thường đưa mới luôn xem quảng cáo hoặc là sử dụng game đấy. 4 con nữa này. Con này khi nào nó ăn no thì nó sẽ cho mình tiền anh em ơi. Ý. Bóng rổ nè. Bóng rổ nè mấy cưng. Ăn nó phát. Xe ô tô. Ui trời ơi, chết rồi. Chết rồi, con này sấp mặt rồi. Mình biết nghe của này sấp mặt rồi. Lắc thiết bị trong cảnh Los Angeles, cái này phải dùng điện thoại cơ thì mình lắc được. Ok, cốc tai thượng hạn. Rồi. Thêm ba khổng lồ là 1.000 tiền. Và chúng ta có thể xem thêm quảng cáo để có thể gấp đôi cái lượng tiền đấy được. 1.000 thành 2.000 đấy. Hay nha. Bắn 3 mũi tên. Bắn 3 mũi tên luôn. What the hell. Khỏe thế. Bắn 3 mũi tên. Một phát nữa, xong. Hay. Thì bắn hay lắm. Ui, bắn cả một loạt kìa. Một loạt tên kìa. Chạy đâu được, chạy đâu. Né. Hay lắm. Archero. Không phải Archer Hero mà Archero. Bạn có muốn mua một lọ sinh lực không? Không cần đâu. Game mình để phá hủy 10 vật bằng tia laser của thây ma khổng lồ. Tiếp theo sẽ được cái gì đây? Không hiểu lắm, nhưng mà ta sẽ được thêm một cái vé cào chăng? Đúng rồi. Có thêm một cái vé cào. Nhân xu tối đa cộng thêm 100 xu. Ok, chúng ta đã được một số thứ ở đây. Nhiệm vụ chúng ta sẽ có nhiệm vụ thêm nhiệm vụ khủng long nữa, nên có thể chơi luôn cũng được. Nhiệm vụ khủng long này thì bắt buộc phải cho nó ăn thôi, và cho nó một lần hồi sinh, nên dùng con chim này là hợp lý này. Đúng rồi. 5 người nó sẽ nổ mất 2 người rồi. À không, mà nổ mất 1 người. Có 7 khủng long ở sau kia. Cố gắng ăn thật nhiều nha anh em. Ui, máy bay. Phải để cho nó ăn 8 con cơ.
ăn hết hộ cái trước khi mình chết. Ôi, muốn ăn cái gì này? Ninja, nó ăn ninja không ta? Ăn hết anh em, ăn hết. Ui, vàng siêu to khổng lồ. Từ từ, đừng, sắp chết hết rồi. Ok. Nhưng mà xong chưa? Đủ 8 con anh em ơi. Khi là đủ 8 con cái là nó sẽ tự động lấy thôi. Nhiệm vụ đây thì chưa được game. Chỗ này sẽ được nhiều game hơn nè. Hiện tại là mình đang có bao nhiêu game? Hiện tại được 37 game. Và new cho thây ma khổng lồ. Thây ma khổng lồ gây sát thương hơn. Nên sẽ nhờ bắn liên tục 3 tia laser từ mắt. Ui, nâng cấp đáng giá ra. Mình sẽ mua thêm con bom chim nha anh em. Trứng cổ điển à? Đã nâng cấp chim ma, biến nhiều bom thành xu. Cũng được, con này đang cấp 2. Mình có cổ điển, khá nhiều loài cổ điển. Siêu phàm thì chỉ có chim ma phú ông. Cấp 2 xu đối với mỗi lần hoàn hảo. Chim ma biến hình. Thêm 4 giây, cái này ngon hơn nhiều. Mình chỉ có loại ấy thôi, mình chỉ có loại siêu phàm thôi. Siêu cấp mình chưa có, cực phẩm. Ui, chim ma phi công đổi lại này, biến 12% số phương tiện thành xu này. Con này cực phẩm này, huyền thoại mình chưa có. Mình có một loài cực phẩm ở đây. Cái này nhiệm vụ hàng ngày, chúng ta sẽ chơi nhiệm vụ hàng ngày trước. Ok, chưa cần dùng một cái này vội đâu. Đấy, chim ma phi công anh em ơi. Thế này có chim ma phi công ở trên nhá. Bay lên cái, đội lên này, vào bóng rổ. Wow, hay lắm. 9999, hiện tại đang 9 cái. Rồi. Ôi, con chim không ăn được à? Mới tưởng con bồ lông kia ăn được ta. Ui, nó bắn á, nó bắn súng ạ. Thảo nào lại cực phẩm xịn xò vãi lều. Nó bắn ô tô à? Biến thành phương tiện anh em ơi, nó biến phương tiện. Là mình thấy nó cực phẩm mới không dùng ra. Dùng mấy con vớ vẩn gì. Yes. Bóng rổ là nghề của mình rồi anh em. Cái này có nhiều nhiệm vụ hàng ngày hay phết. Vui vui. Lên. Lên. Ok. Lên. Rồi vào rổ. Đã úp rổ thành công. Súng lưỡi zombie. Lên đây. Giant Zest. Đấy rồi. Đây rồi, đây rồi. Sao bắn 3 tia từ mắt. Bắn 3 tia thật đấy nhiều. 3 tia thật này. Wow. Giant Jazz khỏe nè. Cũng úp rổ như ai. Nha. Nhưng mà sẽ không duy trì được quá lâu. Úi rồi. Không được rồi. Nhưng có 13 à. Quá làm xong nhiệm vụ úp rổ đi đã. Sẽ tăng rồi à. Cũng phá hủy hết à. Vãi lều. Khỏe thế. Khỏe một cách. Bãi biển rồi. Bãi biển. Vậy úp rổ bây giờ khó nè. Không biết con nào để úp rổ vẫn úp được ạ. Rồi cơ số. Mỗi lần nhảy qua một cái ô kia là rơi cơ số. Úi dồi ôi, tưởng chết hết cơ. Ui. Ui, cái gì đây? Con kia bắn cả máy bay ạ. Tôi khỏe vãi lều luôn ạ. Phi công này khỏe kinh khủng luôn. Một trong những con cực phẩm loại hàng này. Úp rổ xịt à? Sao úp rổ xịt ra? UFO nè. Bạn thấy sẽ nâng cấp UFO lên một xíu chăng? Lên. Ý, chà. Nhảy qua. Nhảy qua luôn. 4 nè. Hay nha. Úp rổ phát. Xe taxi. Ây da. Thốn nhờ. Thề luôn, thốn thật sự luôn. Ôi trời ơi, bị lừa. Con chim no chưa ta? Con chim phú ông no chưa ta? Con chim béo. Xong rồi. Đi ông phải bắn hộ mình cơ. Điều nguy hiểm quá nè. Đây. Không biết mình có sống được đến lúc đấy không để mà ăn hết cái này không ta? Chưa biết được. Ây da. Thôi xong. Con chim kia nó đang nhả. Nó nhả tiền ra mình không trụ lại được. Ui.
Chưa xong đâu, nhiệm vụ chưa xong đâu. Nhiệm vụ này vẫn còn đang nhả thêm tiền. Cái còn 13 giờ kết thúc, nó chỉ trong vòng ngày hôm nay thôi. Chơi sẽ chơi cái này. Mình đang muốn cố gắng lấy cái mũ khủng long đẹp lắm. Mình rất thích cái mũ khủng long luôn đấy anh em. Và những cái đấy chỉ có thể lấy trong sự kiện này thôi chứ không phải lấy trong sự kiện khác được. Nó hay ở chỗ đấy. Nhảy lên nào. Ok, còn chim kia thì không ăn được. Mình vừa lật cái bảng gì ấy nhỉ? Bảng chỉ đường à? Đấy, hợp lý. 19 rồi, còn 4 cái. Nhảy cái gì mới nhảy. Con chim này còn lâu nha anh em. Con chim này còn lâu nó mới nhả tiền nhỉ. Ai chờ, ok ok. Nhảy vào. Rồi, xong. Nhảy qua. Ăn, ăn hết luôn. Bao nhiêu con? 7 con à, tổng cộng là 7 con nha. Đây cũng là xe 4 đây. Xe. Đấy ơi, hỏi chấm rồi. Giant Jet, sao dám Giant Jet kinh nhỉ. Từ bây giờ toàn Giant Jet thôi. Ok không? Nó có vào không ta? Ờ, nhìn chung hình như là không vào thì phải. Cái này to quá, cũng hơi khó. Phá hủy laser. Vừa lúng hết luôn. Nhiệm vụ cũng xong luôn. Tuyệt vời. Không đủ ạ. Có 10 con à. Chưa đủ. Đây rồi. Chạy đâu được, tốt lắm. Đúng rồi, chưa đủ. Ê, nhỏ chứ không thì em sẽ tăng rồi đấy. Không thể thoát đâu được. Còn nữa ông em ơi. Lần đầu tiên mình ăn hết được cái vàng từ con chim. Nó thải ra. Nó ỉa vào mặt luôn. Một đống vàng luôn. Một đống coi luôn. Chim siêu cấp. No, xe này. Lên. Lên. 18. Ui ủa. Đây thôi, có gì đây? Ồ, bóng bay à? Bóng bay. Nhìn trông dị vãi lều. Úi chết rồi. Mấy chỗ này khó đi nhờ. Máy quăng nó trong quả bóng bay. Nhưng mà cái này thì hơi khó để cho đội đầu vào rồi. Ăn luôn con này anh em ơi. Chắc là mình sắp hết đấy. May quá. Mình chưa kịp nhảy lên. Vì mình nghĩ mình cũng sẽ đủ rồi. Không phải thế sao nhảy lên quán tính à. Mày bắn được hộ tao cái máy bay thì ngon. Vào. Ây da, chết cơ số nha. Ây da, chết cơ số nha. Vàng anh em, ok. Nhảy lên nào, ok. Nhảy lên. Ôi chết luôn. Mình không có gì hồi sinh em ơi. Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành được nhỉ. Lắc cái thiết bị này phải chơi điện thoại này. Mua vé xổ số trong chợ. What the hell. Bắt mình mua vé xổ số trong chợ anh em ạ. Thôi được, đi ra chợ mua vé xổ số thôi. Mà thật. Phong núi Rushmore. Có gì đồ gì mới không? Đèn bí ngô. Cái này thì phải mở vật phẩm này cơ. Có nhiều loại mũ thế nhở. Mũ con ngựa này. Mặt nạ con ngựa này. Không mặt nạ quái không gì nhỉ? Khủng long. Khủng long là ngon nhất. Đảm bảo luôn anh em như vậy. Kim cương miễn phí. Đâu nhỉ? Đổi mã. Cái gì đây? Nhập mã khuyến mại ở đây á. Không có mã khuyến mại đâu em ơi. Chim ma phú ông này. Cực phẩm phi công nổi loạn này. Hai cái này chưa có này. Vấn đề là mua nó ở đâu nhỉ? What the hell? Không biết mua ở đâu luôn. À bé số mua 1.000 đồng này. Phải mua. Ô. Vé mới á. Ok. X. What the fuck. 2x nhân thay ma. Tạm thời thế đã. Chúng ta sẽ có thêm một số thứ nữa. Hãy thay ma gì đấy. Mình phải cào hết cơ. Nhiệm vụ mình cũng xong nha. Cái này chưa nhận được. Mình cần làm xong cái nhiệm vụ này đi đã. Cái này thì nó sẽ 25 mình sắp xong rồi. Chơi nốt cái này là sẽ xong nha. Chơi nốt cái này sẽ xong. Nhân đôi thêm mà. Ngon. Hay nha. Bịa đội bóng thôi. Đội bóng vào rổ rồi. 24 rồi.
Hay lắm, còn một cái nữa sẽ xong. Chúng ta sẽ được bao tiền đây. Ui, thành phố mới à? Gì gì đấy, thành phố này chưa bao giờ đến thì phải đúng không? Có cầu Los Angeles kìa. Dị nhỉ. Mà nhìn cái này nó có cả sương mù ta. Wow, yes. Wow, yes. Hay lắm. 25-25 rồi. Chúng ta đưa gọi là đánh bóng rổ thành công vào lưới. 9. Ok. Đang bay. Đang lướt qua. Ây da. Cái gì đấy? Cái vừa lướt qua ấy, máy bay à? Máy bay này. Rồi, hỏi chấm anh em. Gen Jet. Đấy rồi. Ôi, sao toàn Gen Jet nhỉ? Lão dạo này khi lên level 2 cái cả ngày là Gen Jet luôn ấy. Phá hủy. Dạ màn chưa. Toàn cái gì cơ? Nhà lãnh đạo thế giới à? Giống gì ra? Ăn. Ok. Lên. Cạp nó phát. Ui ôi. Động thế. Đây rồi. Chim ma khổng lồ anh em. Chim ma khổng lồ. Đâu rồi, ăn hết. Được rồi, thêm con phi công nữa, thật sự là rất khỏe. Ây da. Cho nổ hết rồi. Ui dồi, rơi rồi. What the hell. Còn 5 điểm. Bắn có cái gì ấy. Con kia không phải lúc nào nó bắn đâu nhá. Mà nó chỉ có một cái thời gian nhất định nó sẽ bắn thôi. Nó khá dị ở chỗ đấy. Nhờ. Ui dồi, chết rồi. Quả này chết rồi. Quả này chết hết rồi. Ô tô cái lên. Này có động đất. Đấy, mình nên lắc thiết bị thì nó hợp lý hơn. Ăn một con, chết ngay một con. Kiếm vàng nào. Rơi xuống rồi. Tốt. Lên. Mình vẫn chết con đầu tiên ạ. Chẳng hiểu sao chết con đầu tiên luôn. Mày vẫn còn khoảng 8 con nữa. Ui ôi. Team đang rất yếu nhá. 4 con. Có 4 con thôi. Ê à. Còn 2 con ạ. Xong rồi. Biết ngay mà. Ok. Thì giao nhận quà cái. Một vé số trong chợ này cũng xong này. Phá hủy 15 vật bằng sóng thần. Sóng thần thì mình sẽ lên được một cái cấp mới mà sẽ có thể cào được. Nó sẽ có nhân đôi số xu và 200 xu, ok. Thắng, ui 15 game, ngon. Chợ thì đang có khoảng 22 game. Mai tiếp tục mua trứng nha anh em. Rồi thì chúng ta sẽ kêu mê nhé. Và hẹn gặp anh em nha. Xin chào, gặp lại và bye bye.